cây có gốc nở cành xanh ngọt nước có nguồn bề cả sông sâu người ta sinh trường đời đông công cha ai từng
chứa mẹ công công cha tài thuyền gặp gặp đến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bánh bánh cổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây cỏ thành
tan nước bể đông. Với càng có ai có thì có tự mày mày, không thì cả thế gian này cùng không. Dẫu bạc chảy tiền xong rồi cũng hết mà tát đi rồi, còn biết chi đâu buồn xa. Ta phải bắt cầu buồn ăn quả ngọt thì bảo nhau mà vốn trồng. Oh,
lở núi lắc đầu cạn sông ý. Xin phép để được vào tiên tràng để ngài về phi duyệt con già Mô A Di Đà Phật. Tuấn phục như nay thần tuấn phục tích ca như nay Di giáo đệ tử khể thủ khâu thủ bạch bay ngồi cao mẫu ngự nực dâu thiêng linh tử cuộc mẫu cô hầu quyền hai chữ thanh đồng xích tử dưới trần phàm một bóng ước trông lên trên ngôi cao ba tòa soi xuống
thần phục vọng khấu đầu xin kêu rằng rằng hướng dâng một nén tâu đến mọi tòa dốc một lòng con tấu đức đại vương dâng trạng tấu trần triều hiển thánh đệ tử con nay sinh như trần cảnh con ở nước Việt Nam quốc Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Tường huyện Tân Tiến xã Thượng Nạp thôn Y Vũ thượng phụng Phật thánh tại đền Tam Giang Ninh Từ Phật thánh yên cung thu thiên tiến lễ phát tấu biểu quan ni phát hành quan điệp thỉnh Phật tuyên kinh sám hối đình thần tam tứ phụ cùng hình tiên lễ lục bộ nhà trần phụng công sơn trang thế đại mệnh hành khảo bình thiết tương thiết thực cô hồn tập phúc nghinh tường cầu an duyên sinh trường thọ sự kim nguyệt cát nhật kiều thịnh mộc ân thanh đồng phạm quốc hùng bản mệnh sinh quý sửu niên hành canh tứ thập thất tuế nhất tâm đứng đầu khoa lễ tu tiết đàn duyên long chu tượng mã hoa thuyền rừng núi sơn trang hình nhân nốt tương kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần tờ vàng cánh sớ tờ đơn cánh tràng thịnh phật tuyên kinh cùng hình tiên lễ tái phủ mừng đồng phụng công sơn trang trên ngàn dưới thoại phụng hình tam tòa chùa bói tiến mã nục bộ nhà trần phụng hình phật thánh tại đền tam giang bạch hạc ninh từ này họ phụng con cúi xin phật thánh chứng tâm chấp kỳ kim ngân sớ điệp cho họ phụng con được nguyện cầu an bản mệnh cầu lộc tài vượng tiến cầu giá đạo hưng năm cầu nhân khang vận thịnh nay họ phụng con cùng đồng gia môn khuyên đặng chúng con xin quý đầu chấp lễ xin dâng lễ tại đền Tam Giang Bạch Hạc Linh Từ xin sám hối trần triều hiền thánh cùng bách quan văn võ chư tướng hội đồng chắc giang giải bày lòng trắng tấu nhạc cao sơn chí thiết chí thành họ phụng con xin quy đầu phụng tội này con xin ăn năn hối nỗi xin thánh thương xá tội dài nguy nay họ phụng con tay chấp gối con quỳ đầu con cúi xuống miệng thời con tâu vốn con nay con nhiều điều nhầm nỗi xin quy đầu sám hối chân tình mở đức thiêng mà độ kẻ ngay lành đuốc soi sáng cõi lòng người thảo thực họ phụng con nay nhất tâm đội ơn thánh lực cửa nhà trần đức đại hiển danh sông bạch đằng một trận tung hoành đền kiếp bạc ngàn năm lịch sử dấu thiêng công tư ngài chứng giám tâm thành lưu khoa lễ vật họ phụng con nay xin quy đầu đăng lễ đến các tòa phật thánh mười phương Nam mô đại từ đại bi linh cảm ngũ bách danh quan thế âm bồ tát hồng liên tọa hạ trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc bệ hạ trần triều vương phụ vương mẫu vương phi phu nhân ngọc bệ hạ trần triều hiển thánh vương tử vương nữ vương tế vương tôn gia phong đại vương ngọc bệ hạ trần triều tả văn quan hữu võ tướng thủy bộ thần lưu thị tòng thánh trung điện hạ trần triều ngũ nôi thần tướng ngũ hổ thần quan thiên niên lực sĩ hữu vạn vạn tinh binh vĩ tiền cúng vọng tà hữu công đồng lượng ban văn võ 12 cung thánh lữ nhà trần
muôn sự đội ơn niệt ra sẽ đoàn chất giáng ứng đồng nhân chỉ phán thông truyền chí phàm hợp cách từ lấy dây oan họ phùng con được cắt quan nghiệt cũng được trả xong vậy hôm nay con mới tâu trình nên các tòa xin sám hối cho toàn gia an lạc nhất tâm không khác vạn vọng cao minh cụ hữu trạng văn pháp sư con hòa làm xin tấu bạch tuế thứ kỷ hợi niên bát nhật nhị thập nhị nguyệt thần khấu thủ hòa lam thượng trạng Hãy
thần tiên tàu bóng vương cô đi nhất nhất hạ hương thuộc vùng đất trần thành.
cô bé tuổi suốt. Ôi chữ bình an cô về đây chữ bình an, ông nhà phú quý an khang thọ trường cô về sống manh đôi đôi. Thank you.
như xưa. Thành mây cho bé Chúa mường dòng văn tam vị Chúa mường Tây Thiên Thượng Chúa đệ nhất lại lần mà giáng đồng
để ban diệt cho đồng sinh sống, cho đồng về và cho đồng sẽ được bình an. Cho từ đây yên số yên căn đi, yên căn yên số lọc tài được từ đã. Thank you.
Yeah.
xuống môi son đi má phấn mỹ sau
sự hôm nay mồ bà đất đắng cát xin xuống bà chỉ cho mình.
cuộc đời bình an. Just
thầy Thủy Cốc tiên sinh tròn cả cuộc đời chú làm phúc cứu dân năm ấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên đất vua hùng phía phương sáng tỏ cõi phàm trần ai dễ điên thank you.
chứng đàn dưới Nga tích tăng cung sàng kim phục hoàng thân cần thánh chúa tin trình chữ rằng không sự yêu quân mà sơ đất dâng lên kim ngân sơ đất dâng lên tôm quan cấu đôi chép biên rằng còn đồ cho phúc đặng à xa
dâng nước xoay vần. Bao nhiêu hàng ách nghi tông ra ngoài đổ so vạn sự vạn may.
đai cầu màu thông nguyên dòng nhan tập và rượu vang biên chứng minh được
nhang về dâng mất chín nhang tấu về thủy tổ các ban các tòa thiên đình cho tới riêng ta bà chúng dâng nhà chôn tấu bà chúng dâng là tấu về thủy phủ vua cha đồng cùng một dòng là chú thoại cung hồn quan tấu đôi chép biên dành đồng đồ cho phúc bà xa đôi sứ bình an ông phê đôi sứ bình an cửa nhà phú quý an khang thọ sưởng ông phê sức mạnh đôi lửa
chiều đình nào có nhường ai
lược theo văn võ toàn tài, đánh quyền thua bát tài kiếm chi các cò. Tiệc bàn loan đi thỉnh quan đệ tử, bốn con rồng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuống tiên sùng người. Móc vỏ soi tâm quán về, móc vỏ soi tâm hạt thông cho đầy cây thông dưỡng ra sầu đầy sầu cuối sầu bay muốn ăn lòng mẫu sầu đầy từ tâm. Ban gạo ban tiền quán về, ban gạo ban tiền ban ngân ban xuyên cho đồng đời ta. Phụng sự liêu quân, thương sự liêu thân nề tương, phải cùng sai nữ khi là một rằng ai. Là đất sông Ân, nước này là đất sông Ân, thu từ sông gái chảy về sông con, nước này lấy ở trên non. Ông chóc tà ngay có tà, ông chóc tà ngay một là số huyết nhi, hai là sinh ba là số hiệu thiên đình. Thời vài bắc cầu qua sông, thời vài bắc cầu buồn an can số. Cầu này bắc qua ông về ông giúp cầu. Thần dưỡng sáng long lanh, hai sủng vấn thanh y khai cầu thông huyết. Hai hoàn tỉnh dòng nhan thập ở giữa vang minh chứng hình nhờ. Bái tạ thiên đình nhân, bái tạ thiên đình trước sinh văn thanh, sau sinh vừa cha sinh quang tử tư phê.
truyền văn võ đôi hà. Khai quang dòng nhan thân cờ diệp vang minh chứng đàn duyên ngã thích tăng cúng giảng kim phục hoàng lân cận thành chúa tiên trùng vương. Quan lớn ngày tòng quân tốc chi ra vũ này nằm giáng đền giáng phủ giáp phúc lưu ân để hôm nay để pháp sư con để xin vào để tiên trang ngày đó ngày về ngày phê duyệt cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Tuân phúc như nay thần tuân phục tích ca như nay di giáo đệ tử khâu thủ khệ thủ bạch mai ngồi cao mẫu lúc lâu thiên linh từ quốc mẫu cô hầu quyền hai chữ thanh đồng xích tự dưới trần phàm một bóng ước trông nên trên ngôi cao ba tòa sói xuống chúng con nay sinh ngư trần cạnh con ở nước Việt Nam quốc vinh phúc tình vinh tường huyền tân tiến xã thượng nạp thôn a y vũ thượng phụng Phật thánh tại đền Tam Giang Ninh Từ Phật thánh yên cung thu thiên tiến lễ phát tấu biểu quan phát hành quan điệp thịnh Phật tuyên kinh sám hối đình thần tam tứ phủ phung công sơn trang thế đại mệnh hình thiết thực cô hồn tập phúc nghinh tường cầu an sinh trường thọ sự kim nguyệt cát nhật kiều thịnh mộc ân thanh đồng phạm quốc hùng bản mệnh sinh quý sửu niên hành cánh tứ thập thật tuệ hiệu đồng hạc trụ nhang bán điện minh nghi quang minh điện nhất tâm đứng đầu khóa lễ ngoan giá phụng hành cờ vì đại tấu lễ dẫn trình cho đệ tử phùng văn chiến bản mệnh sinh mẫu thiên niên hành cánh tam thập nhị tuế nay nhất tâm tu tiết đàn diễn nóng tu tượng mã hoa thuyền rừng núi sơn trang hình nhân nốt tương kim ngân hương hoa nễ vật tịnh cúng phu trần tờ vàng cánh sơ tờ đơn cánh trạng thỉnh Phật tuyên kinh cùng hình tiên nê tay phủ mừng đồng phụng công sơn trang cùng hình tam tòa chúa voi tiến mã trả lỡ lục bộ nhà trần phụng hình Phật thánh tại đền Tam Giang Bạch Hạc Ninh Từ nay họ phụng con cúi xin Phật thánh chấp kỳ kim ngân sứ điệp độ cho họ phụng con xin nguyện cầu an bản mệnh cầu lộc tài vượng tiên cầu gia đạo hưng long cầu nhân khang vận thịnh cân thủ kim nguyệt cát nhật kiều thịnh pháp sư phụng minh khoa giáo tại đền Tam Giang Bạch Hạc Linh Từ sư lấy đồng ra môn khuyên đặng chúng con xin quý đầu chấp lễ xin sám hối các cung các tòa Phật thánh mười phương cùng các bách quan chư tướng hội đồng chắc giang dạy bay lòng trắng tấu nhạc cao sơn chí thiết chí thành ngày hôm nay họ phụng con xin quý đầu phụng tội này con xin ân năn hối lỗi xin thánh thương xá tội giải nguy
Này tay con chấp gối con quỳ, đầu con cúi xuống miệng thời con tâu. Vốn con này còn nhiều điều nhầm nỗi, xin quy đầu sám hối chân tình. Mở đức thiêng mà độ kẻ ngay lành, đuốc xoay sáng cõi lòng người thảo thực. Họ phùng con đội ơn chầu đệ nhất ngự chín tầng mây. Con đội ơn chầu đệ nhị cái quản khắp cõi nhân gian xung quanh đất nước. Con đội ơn chầu đệ tam tám mươi cửa bể đâu đó phụng thờ. Con đội ơn chầu đệ tứ ba mươi sáu châu sơn trên dưới che già được nướng bóng. Họ phụng con nay người sinh dương thế số hệ trên trời. Sổ thiên tàu con phải đội lệnh làm tôi. Xin tôn hương hàng phục, xin tôn hương thờ thánh. Khấu đầu tâu rộng bởi con nay mình cao số nặng. Xin thánh thương mắt thịt người trần. Gia làm tôi từ thuở tuổi xanh, theo việc thánh đến ngày đầu bạc. Nhờ tế độ kêu đâu cũng được ơn tài bồi ước vậy nên cũng bởi chung tay chân cứng đã mềm. Nại sợ khi đến ngày chân chậm. Này tiên thánh mở rộng lòng thương lửa tòng phận sự. Việc thờ thánh họ phùng con vẫn tâm tưởng xin theo. Xin làm tôi sẽ bóng mãn chiều theo việc thánh thơm danh nức tiếng. Đâu đâu cũng đến kẻ trước người sau. Vậy cho nên hôm nay họ phùng con phục vọng khấu đầu. Lạy tiên thánh đèn trời soi xét. Ngã tay phù ra tay phép cứu cho người được lạc khỏi tai qua. Đổi điều giữ làm điều lành, phù hộ tiểu ăn ngon làm ngủ. Cắt dây âm phủ rũ tội nhân gian. Lệnh thánh truyền cô cậu thừa nhan ni. Uy lừng lẫy trần gian khủng khiếp. Bao nhiêu chương ách những sự tai hung. Cậu đổ cho phiền lão đổ sông. Cô lại tiếp tiền tài dư dật. Cầu liệm chú ba la mật cùng âm câu kinh kệ già dô tiếp lộc cho học toán quy chủ muốn sự đội ơn nhờ tiền thánh cung viên. Thiên phụ trí tôn hào thiên kim quyết ngọc hoàng thượng đế ngọc bệ hạ. Nhạc phủ trí tôn đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế quân ngọc bệ hạ. Thủy phụ trí tôn phù tăng cam nâm đại đế ngọc bệ hạ. Địa phụ trí tôn đắc âm phong đô nguyên thiên đại đế ngọc bệ hạ. Ơn niệt giá sẽ loan chắc giang ứng đồng nhân trị phán thông truyền. Trí phàm hợp cách từ nay dây oan họ phùng con được cắt. Oan nghiệt được trả xong vậy hôm nay đệ tử con mới tâu trình. Nên các tòa xin sám hối cho toàn gia an lạc nhất tâm không khác vạn vọng cao minh. Cụ hữu trạng văn pháp sư con hòa làm xin tấu y hà bạch. Tuế tứ kỷ hợi niên bát nguyệt nhị thập nhị nhật thần khấu thủ hòa làm tôn tam thánh chúng. Chú về truyền nhà bút chú về tạm phiền quan lớn đi đau lại độ gì đã sai bình đồ bình tù. Tay ấn có dư 100 tay ấn có dư 900 đạo phổ thanh cổ truyền ban cứu lâu thời đó bình an. Sự
manh đôi lửa.
sông xanh còn đó. Công ơn quan lớn tuần vẫn còn
phấn nhụy hồng hồng tuyết nhi điểm màu da. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dình lên, mầm sầu dình con đã đi dâng lên. Chức trình Phật thành sau trình vua cha, chỉ lên đất công mẫu đăng hòa, đường văn lớn trình tòa sơn cha, chỉ lên đất phủ ông công hòa. Tài được đề ra của gia yên của yên nhà. Lộc tài cho mới bán ra, bán ra tôi ngập vì đã tháng này, bán cho tiền tốt lúa dày, tài lộc cho nhiều hơn. Băng băng qua đèo, băng băng
người khắp nơi. Oh,